Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game 2D nữa nha anh em. Con game là Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh nha anh em. Đấy, một con game 2D nha. Rồi thì con Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh này sẽ chính thức open server mới nha anh em. Đây, con Giang Hồ Hiệp Khách Lệnh sẽ chính thức open server chính nha, Củ Kiếm. Vào lúc 13 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Đấy. Chính thức open server chính nha anh em. Thì con này sẽ tặng cho mấy anh em là cái VIP 12 nha. Và 7 con số 9 kim bảo không phá nha anh em. Thì anh em có thể làm nhiệm vụ mà nhận thêm kim bảo nha anh em. Nó đi ải nè ha, nhận thêm đồ VIP nha. Thì anh em có thể tải cái con này tại cái đường link là giang hồ hiệp khách lệnh.com nha. Đây. Thì ở đây nó có những cái file cho mấy anh em tải nha. Đấy, anh em tải trên Android hoặc là trên PC nha anh em. Đấy. Thì con này thì chưa có iOS nha anh em. Rồi cái phần quà tân thủ của con này là tặng cho anh em VIP 12 ha, 7 con số 9 kim ngân bảo không phá và 7 con số 9 vàng. Tặng cho mấy anh em thêm là vũ khí nè, áo ha, nhẫn, đai, giày, giống như một set đồ nha, một set đồ kỷ niệm nha anh em. Thì cái set đồ kỷ niệm này nó tăng lực chiến rất là dữ nha anh em. Thì tặng thêm cho mấy anh em là cái con tướng là Trương Tâm Phong nha, full sao luôn. Là và con Chu Bá Thông nè, đấy, hai con tướng nha anh em. Trương Tâm Phong và Chu Bá Thông. Và kiếm tông ẩn sĩ nha. Rương ngọc level 10 nhân cho 10 viên nha anh em. Đó, bảo đồ cao nhân 20 nha. Thì ngoài những cái phần quà tân thủ á, anh em còn có thể làm thêm cái nhiệm vụ like share nha. Anh em làm đầy đủ tất cả các bước á, anh em gửi về bay thì anh em sẽ nhận được thêm cái phần thưởng là 2 triệu kim bảo không phá nha. Và đặc biệt là hồn con tướng Tả Lãnh Thiền nha anh em, 400 mảnh luôn. Đó, rất là ngon cho mấy anh em chơi nha. Mấy anh em tân thủ nha anh em. Thì anh em nhớ làm cái nhiệm vụ like share này nha. Thì anh em sẽ nhận được cái hồn tướng của con Tả Lãnh Thiền nha anh em. Đó rất là ngon nha. Anh em đừng có bỏ qua nha anh em. Thì con này với một cái tỷ lệ nạp là Atemomo ha. Đó, 11. Ở đây số hotline ha, group Zalo, Facebook đồ các kiểu nha anh em. Anh em có thể vào và thảo luận thêm nha anh em. Rồi thì con này sau khi mấy anh em chạy xong cái nhiệm vụ hướng dẫn á. À, thì anh em vào phần thư mấy anh em nhận thôi. Nhận những món đồ, những cái phần quà tân thủ của mấy anh em nha. Thì ở đây là một set đồ kỷ niệm nha anh em. Đây vũ khí ha. Vũ khí, áo, đai, đồ ha, nhẫn, đồ giày đồ ha. Thì đây một bộ set, một set đồ kỷ niệm nha anh em. Đấy. Còn đây là hồn của ba con tướng nha. Thì con này là Trương Tâm Phong, Phong Thanh Dư. Con này là Chu Bá Thông, còn con này là Trương Tâm Phong. Đấy, này Phong Thanh Dương, là ba con tướng nha anh em. Và những cái viên đá nha, tặng bộ đồ này nha, để nhận luôn. Đấy, rất là ngon nha anh em. Thì ở đây là 7 con số 9 kim bảo nha, đó, SP đồ 7 con số 9 vàng nha, đó, nhận luôn. Thì mấy anh em sẽ lên được cái level là 57 nha, đó, ok luôn. Rồi thì anh em có thể ship đội hình ha. Đấy, trước tiên thì anh em hãy lấy mấy con tướng ra nha anh em. Đấy, lấy mấy ông này ra đây. Trải qua chuyện trăm năm, rồi. Biết lòng người trăm năm. Đấy. Trên đời, thứ lợi hại nhất không phải võ công mà chính là những âm mưu quỷ kế. Đấy, mình nhìn đá rồi mấy anh em lấy sau nha anh em. Rồi, ship đội hình nha. Rồi vậy đi. Rồi mấy anh em chiến thôi. Thì con này cũng có rất nhiều cái để mấy anh em chơi nha. Thí dụ bên Võ Lâm rồi nè. Thì nó có mấy cái liên đấu rồi đó, bang phái tranh hùng rồi nè. Rồi liên server Võ Lâm Đại Hội rồi. Rất nhiều cái trong game cho mấy anh em chơi nha. Đấy, bang phái tranh hùng liên server rồi nè. Nó rất là nhiều luôn. Đinh Liên Kiếm rồi. Lôi đài, dương bá rồi ha. Đó, rất nhiều cái trong tính năng game cho mấy anh em chơi nha. Đấy, kỳ ngộ rồi ha, rất là nhiều luôn. Thì mấy anh em có thể khám phá thêm nha anh em. Đấy, rất nhiều sự kiện rồi này kia nọ ha, các kiểu luôn. Đấy, mấy anh em có thể đấu, thách đấu rồi. Vô lượng sơn rồi, nhãn quan rồi ha. Đó, rất nhiều tính năng cho mấy anh em chơi nha. Anh em đừng bỏ qua con này nha.
Rồi mấy anh em nhớ nha, server 9 nha anh em. Đấy, mấy anh em nhớ server 9 nha. Server 9 sẽ chính thức open vào lúc 13 giờ nha, 13 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Để anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì mình nói thêm anh em là cái phần ký danh á, anh em vào cái phần nạp á, anh em chọn ký danh là mới lên được quyết 12 nha anh em. Đấy, lên được quyết 12 ha. Thì phần quà nạp đầu á, anh em thấy ở đây có được một cái set ngẫu thiên nha. Anh em khi mà anh em nạp đầu thì anh em sẽ nhận được một set ngẫu thiên và cái con là nhạc bất quần nha, tướng đỏ nhạc bất quần nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn, anh em có thể tham gia cái chương trình nạp đầu nha anh em. Đó, rất là ngon nha. Đây, tầm bảo luôn nè ha, các kiểu ha. Đây. Đó, rất nhiều tính năng game cho mấy anh em để chơi nha anh em. Thì hai cái set đồ đó rất là mạnh nha anh em. Thái cực chi đặng, âm dương hài hòa. Đây anh em có thể đột phá tướng lên nè. Để mình lên đồ nha anh em. Đây, đây là set kỷ niệm nha. Đấy. Rất là mạnh nha anh em. Tân thủ thì tặng cho mấy anh em set kỷ niệm, rồi anh em có thể làm cái nạp đầu thì anh em sẽ nhận được thêm một cái set ngẫu thiên nữa đó. Được hai cái set đồ này là chiến cũng hơi bị im nha anh em. Đó, rất là ngon nha. Rồi, chúc anh em chơi game vui nha.